Xin chào tất cả các anh chị và bạn đã quay trở lại với lại buổi tập intro bài hát được mang tên là Solo nha, bài hát đáp một cuộc tình. Và Khánh vừa thu và quay rất là đơn giản qua cái guitar EQ AZ30 tại số guitar Khánh. Mọi người âm thanh thấy như EQ này là EQ Mate B12 anh chị ha, có tuner nè, EQ Mate B12 họ dòng nhạc AZ30 tại số guitar Khánh nhập cơ. Và bộ EQ này 120.000. Khi mà các anh chị và các bạn có đàn guitar rồi thì có thể mua thêm cái này để thu bằng điện thoại iPhone 6S. Khánh này họ sẽ cho mày cắm vô điện thoại. Từ đây ra nè, từ cái ngoài sau này ra cái Airbrick. Airbrick này thì nó hút tiếng của cái đàn, xong rồi nó đưa vô điện thoại cho chúng ta để nó không bị tạp âm. Ví dụ Khánh mở quạt, lúc đó Khánh mở quạt, Khánh có tiếng chó sủa, tiếng xe thì nó không nghe. Thì giờ cái Airbrick này là thu âm qua điện thoại, và điện thoại Samsung, iPhone hoặc là Oppo, những điện thoại ở Trung Quốc thì mình cài cái phần mềm là V-Camera, chúng ta quay được bằng cái Airbrick này. Rất là nhiều các anh chị của bạn đã quay rồi. Và giá của nó là 120.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Và Khánh sẽ giao hàng tận nơi tất cả các anh chị và bạn rồi mới thu tiền. Các anh chị và bạn có thể gọi điện thoại qua số điện thoại 0908919 Angelo để Khánh được có thể nhận được hàng của tất cả anh chị và bạn nhanh và sớm nhất, và giao tận nơi cho tất cả anh chị của bạn. Cảm ơn nhiều nha. Thứ hai là chúng ta khi mà chúng ta tập guitar solo đó, chúng ta phải biết là cái giọng thuộc gì. Ví dụ như là chúng ta phải biết note của nó, đúng không các anh chị? Nếu không biết note là thua. Và Khánh đang gặp cái ngang 3 thì tính ra đây là ngang 5. Và chúng ta phải nhìn những cái vị trí này nữa. Ví dụ chúng ta có la, do, la, son, mi, đâu chữ mi. Cái này lại xuống mi. Mi. Mi son mi re do la. La thử nè. La. Si re si la son mi. Re mi. Mi re mi re do si la. Re do mi la. Nè hòa âm re thứ nè. Re 4 giây nè. Re do mi la. Đó rất là dễ ha. Rồi Khánh nói lại, khi mà chúng ta học về solo, chúng ta cần phải biết note kết hợp với hợp âm. Ví dụ chúng ta có note là note, đây là note là la do la son mi, về về mi nè. Dây 1 buông với dây hợp âm đô trưởng là si á. Dây 5 và dây móc lên. Rồi móc lên. Mi son mi re. Mi re son mi la. Si re là thứ nè. Si re si la son mi thứ. Gài xuống cái. Re mi re mi, hoặc là mình đẩy re mi re si do la re do mi la re do mi la mi nè, re do mi la xây giấc mộng ban đầu. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy là những cái bài mà họ intro được thì họ sẽ tạo ra cái nhìn đến chuyên nghiệp hơn. Chỉ cần chúng ta biết đánh note và chúng ta kết hợp nó ngắn thôi, đừng quá dài, đừng quá là nó đừng quá dồn rà, rất đơn giản thôi. Rồi ok, rồi nói về solo, cái hơi này nó hơi phức tạp xíu ha, đòi hỏi với các bạn phải có được cái note trên đây. Là khúc mà đang đánh đây nè, xây giấc mộng ban đầu. Bây giờ bên đây trên coi nó có note nè, nó sẽ có một cái đoạn mà Khánh đánh là từ đây đó, thì nó đưa kèm dùng cái quải tám cao, rất cao trên đây. Thì hợp là thứ nè, nó chỉ có một đoạn ngắn như vậy thôi. Rồi bắt đầu chúng ta đánh lại như vậy. Rồi, ok ha. Thì chúng ta chú ý, nhưng mà chúng ta phối muốn hay thì chúng ta phải lâu lâu chúng ta phải xuyên một cái đoạn nó hơi trỗi hơn, có nghĩa là nó cao hơn những cái đoạn bình thường mình đánh. Nó sẽ có một đoạn như vậy. Thì do cái người phối cái bài đó thế nào thôi. Còn khi mà chúng ta tập thì chúng ta tập đơn giản trước cũng được, nhưng mà chúng ta mà mới ha, còn khó hơn thì bắt buộc chúng ta phải tập nhiều hơn. Nếu có ý kiến thắc mắc
tất cả các anh chị các bạn comment bên dưới nha. Và Khánh đang quay rất là thật lòng bằng điện thoại, rất là đơn giản thôi. Và tất cả anh chị comment bên dưới những cái thắc mắc của mình, cũng như là những cái câu hỏi. Chúc mọi người niềm vui, nhiều sức khỏe trong cuộc sống, và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Thân ái, xin chào. Thank you.